Tiếp tục chương trình với chủ đề mãi mãi một tình yêu để cháy lên ngọn lửa trong buổi trưa ngày hôm nay nhằm chúc phúc cho đời đường. Xin mời quý vị và các bạn trẻ chúng ta sẽ gặp gỡ vừa làm quen với một tiếng hát của một người em trên mảnh đất Hoa Linh yêu dấu, cũng là một người em yêu thích ca nhạc từ bấy lâu nay. Và nói đến đây, tôi chắc rằng tất cả quý vị chúng ta đã đoán ra. Cái khúc này chúng ta hãy cùng làm quen và gặp gỡ với tiếng hát của bạn Tuấn, Tuấn Phong. Xin một tràng tay nồng nhiệt để dành tặng cho bạn Tuấn được quý vị. Vâng, lời nói đầu tiên em xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay là ngày vui của hai anh chị, em xin chúc hai anh chị năm nào hạnh phúc. Và xin gửi tới toàn thể ông trường ca khúc Chỉ Yêu Mình Em. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc dấu trái tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi, và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về. Gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ, và anh biết mãi mãi trong cuộc xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muôn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm lòng coi kề bên, tình anh và em sẽ không phải mờ qua ngàn sóng gió. Một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về em, gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ, và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về em. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi, dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi xa cảm thấy thế nào? Có hay không ạ? Nếu hay thì tiếc gì một tràng tay để dành tặng cho anh Tuấn được không quý vị?